chào các bác. Lời đầu tiên trong cái video này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác, vừa là khách hàng của nhà tôi, vừa là các bác đăng ký vào kênh để theo dõi những cái video về giải trí, về cái gì vui vui trong cuộc sống. Thì đây là cái tên kênh Cách Bẫy Chim Hay, chính là kênh của tôi. Khi bắt đầu vào cái xây dựng một cái kênh có nội dung này thì cái việc đầu tiên là tôi xác định là đây là cái kênh của tôi, xoay quanh những cái gì tôi kinh doanh và xoay quanh những cái gì là cuộc sống. Các video cảnh bẫy chim, bẫy thú, rồi đi chơi chỗ nọ chỗ kia tôi đăng tải ở đây. Bên cạnh đấy thì cũng có rất nhiều video bán hàng. Thì thực sự là những video bán hàng thì tôi cũng biết là các bác cũng không, có nhiều bác không quan tâm, các bác không thích, các bác cũng có thể là ghét cái kênh này của tôi. Nhưng mà xin chia sẻ với các bác là trong một xã hội bây giờ ấy, thì hàng ngày, hàng giờ cái thông tin nó được đưa đẩy lên mạng nó rất là nhiều và phong phú, thì chúng tôi cũng phải liên tục là đăng tải những video quảng bá để sản phẩm đến cho các bác, làm sao tiếp cận được nhiều khách hàng nhất để kinh doanh. Vì kênh này của tôi tên nó như này thì tôi vẫn thường xuyên đăng tải những video về bẫy chim, bẫy chuột, bẫy chiếc ấy, linh tinh, nó vui vui đấy. Thì những cái video bán hàng thì các bác có thể các bác sẽ không thích nhiều, tuy nhiên là dù sao cũng rất là cảm ơn các bác cái lượt đăng ký vào kênh. Kênh này của tôi xây dựng mới được khoảng chưa được một năm nay, nhưng mà cái lượng mà các bác đăng ký vào kênh, ủng hộ kênh ý, thì thực sự làm tôi cảm thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn để làm sao để có những cái video giải trí hơn nữa. Ngoài những video bán hàng ra thì cũng phải có những video để các bác không mua hàng của tôi thì các bác vẫn đăng ký vào kênh, các bác theo dõi những cảnh bẫy, những cái gì vui vui trong cuộc sống tôi có thể cố gắng tôi sẽ đăng tải lên trên cái kênh này, là kênh của tôi. Và tôi chia sẻ thêm là tôi gọi là kênh của tôi mà công khai ấy, thì đây là một kênh mình gọi là kênh sự thật. Tôi không biết về công nghệ, tôi cứ nói đây là kênh sự thật, có nghĩa là tất cả những cái gì tôi nói đây là sự thật hết. Những video tôi làm, tôi quay, tất cả là của tôi, ngoài ra không phải là tôi lấy của những đơn vị khác của thế giới về để mình kinh doanh. Cái gì nó bằng sự thật. Mạng xã hội chỉ là ảo, nhưng con người với con người tôi nghĩ là nó vẫn luôn là thật. Nhất là trong cái lĩnh vực về kinh doanh, về những sản phẩm ý, thì một cái yếu tố đầu tiên tôi vẫn hay chia sẻ các bác là hãy kinh doanh bằng cái tâm của mình, tức là bằng sự thật. Bán hàng có lợi nhuận, nhưng cái lợi nhuận đấy phải đặt quyền lợi của khách hàng lên trên cao nhất. Đấy, về mặt kinh doanh. Thế còn về mặt cuộc sống, về mặt phát triển kênh ý, thì tôi cố gắng sẽ đem lại cho các bác những cái video có chất lượng hơn. Bẫy nhiều các loại các thứ linh tinh, hoặc những cái gì tôi biết, tôi là thợ bẫy chim mà, những cái gì tôi biết thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ đến các bác những cái góc độ mà thật nhất. Ví dụ các bác mua về các cái sản phẩm về bẫy gà, bẫy giếc thì tôi nói thẳng luôn, tôi không phải là thợ bẫy gà, tôi chỉ kinh doanh về những cái này thôi. Thì các bác tham khảo kỹ rồi các bác điện rồi mua hàng ủng hộ shop chúng tôi. Ví dụ như mà bữa tôi là thợ bẫy bìm bịp, hoặc tôi là thợ bẫy chim sẻ chim giếc thì tôi biết thì tôi sẽ chia sẻ lại với các bác. Đấy là cái công việc thế. Còn cái tên shop, cái kênh Cách Bẫy Chim Hay ấy, thì nó đại diện cho cái shop của chúng tôi là shop lo bẫy chim, phụ kiện chuyên nghiệp. Này, các bác nhìn trên hình ảnh các bác thấy đấy là một cái nội dung với cái con số 6 và 3 số 8 đằng sau, muốn sự chia sẻ với các bác. Và rất là mong các bác trong thời gian sắp tới ủng hộ hơn nữa trong những cái sản phẩm của shop chúng tôi bán và cái kênh YouTube của tôi. Toàn bộ nội dung video thì tôi rất là mong được sự đóng góp của các bác, và cũng chỉ biết hứa với các bác một câu rằng là trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng là truyền tải đến các bác những cái nội dung hấp dẫn hơn. Ngoài cái việc bán hàng của chúng tôi thì chúng tôi cố gắng đầu tư thời gian và một chút về công nghệ nữa để các bác xem video nó vừa giải trí vừa vui vui, và có những cái sản phẩm các bác thích, đam mê thì các bác cứ điện thoại ủng hộ shop. Đấy là cái kênh của tôi. Thế còn tôi còn có một kênh bán hàng khác nữa, thì ở đấy tôi chỉ đăng những video về bán hàng và chuyên bán hàng thôi. Thì cố gắng là các bác cập nhật được những cái video mà đơn vị chúng tôi bán hàng thì ủng hộ nhá. Bây giờ là 12 giờ
12 giờ 23 phút. Bây giờ tôi mới xong công việc và bây giờ đi ăn cơm này. Tí nữa lên đăng tải video chia sẻ cùng các bác. Chúc các bác một ngày vui vẻ nhé. Cảm ơn các bác đã đăng ký vào kênh. Chào các bác.